giới thiệu với anh chị một mẫu xe phân khúc hạng B rất bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là chiếc Toyota Vios bản 1.5G màu cát vàng, sản xuất năm 2020, mới chạy 38.000 km, 3,8 vạn đấy ạ. Full lịch sử hãng, 4 lúc theo xe còn khá dày. Và 4 lúc theo xe này còn chạy được khoảng tầm 3 vạn cây nữa mới phải thay lúc mới. Hiện tại thì mẫu xe này đang được chào bán bên em với mức giá là 475 triệu. Với cái giá này thì bên em sẽ sang tên trọn gói cho anh chị ở miền tỉnh. Xe được trang bị đèn bi và đèn pha halogen. Dưới này có giải LED định vị. Trang bị cảm biến trước có 2 mắt và 4 mắt cảm biến sau. Và trên xe có màn hình rồi cam 360 này. Tất cả các chi tiết nhỏ như pha đèn này, rồi là nội thất bên trong, xe cũng rất là mới. Đăng kiểm tháng 8 năm 2024. Chiếc xe này một chủ sử dụng từ đầu, đã rút hồ sơ gốc cầm tay rồi. Bảo hành cho anh chị keo chỉ máy số khung xương gầm bệ, rồi số km nguyên zin hết nhé. Đây, nội thất ghế da màu kem. Đây có màn hình này, rồi cam 360, củ số này, vô lăng tích hợp, vô lăng rồi logo này còn rất là đẹp nhé. Trần nỉ, gương chỉnh điện, lên xuống kính bằng điện. Và chiếc xe này còn hỗ trợ hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, có đề nổ thông minh. Một mẫu xe phân khúc hạng B được rất là nhiều người ưa chuộng, nhất là cái màu cát vàng này. Màu cát vàng rất là đẹp. Đây, lốp theo xe đây. Theo như thông số của nhà sản xuất thì chiếc xe này nó tiêu thụ là 4,9 lít trên đường cao tốc và trên đường hỗn hợp là 5,7 lít thôi. Ưu điểm của dòng xe Nhật thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy bền, điều hòa mát,